Hello anh em, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2022. Bên dùng tour container tay cũng mới về hai cái đầu máy ha. Thì một cái đầu máy mình cắt từ phát điện ra, một cái thì của 3T68. Thì cũng như là mình mới về tới, mình lên đây để phục vụ anh em ha. Anh em nào mà có nhu cầu thì anh em ủng hộ cho mình ha. Số điện thoại mình 0914 711 438. Mình là Tính Tình nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng không có làm mất cái thời gian của anh em. Bây giờ mình xin vô chi tiết báo giá luôn cho anh em nha. Đầu tiên là mình xin báo giá cho anh em con Dân Ma. Đây nè, Dân Ma 3T90 nha anh em. 3T90 ha. Cái đời này là anh em cài cũng như rất là thoải mái luôn nha. Đối lại mà Dân Ma 3T90 ha, thì mình có giá bán cho anh em với giá là 18 triệu nha anh em. Đó, 18 triệu ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về máy ha. Rồi thì nói máy này là mình sẽ bao cho anh em là nguyên zin hết 100% nha. Đó, bao nguyên zin hết 100%, mình cắt từ thùng phát điện đi ra ha. Mới chạy có hoạt động có hai mấy giờ thôi, nhưng mà do cái máy này á nó nằm ở ngoài trời anh em. Máy này là máy trần ha. Đó, nó kéo một cái củ phát điện, nó nằm ở ngoài trời, thử ra nước sơn nó hơi bị sét một tí, mình có sơn dặm lại nha anh em ha. Đó là con 3T này 90 này là mình bao zin 100%. Đối về mà ngoại hình bên trong của máy đó, mình sẽ bao cốt bao hơi cho anh em, bao máy là zin, chưa có đụng cô tán nào nha. Nhưng mà có cái là cái máy này nó hơi bị sét nè, đó cũng như là nó nằm ngoài trời anh em ha, nó hơi đổ sét, mình có sơn lại, sơn dặm lại nha. Đó rồi thì đối với lại con Dân Ma 3T90 này mình có giá bán cho anh em giá là 18 triệu nha. Máy là cũng như là bên trong là còn đẹp long lanh luôn, cũng như là nó nằm ngoài trời nó hơi sét thôi, nhưng mà bên trong là cũng như là đẹp tuyệt vời luôn anh em ha. Mình dám cam kết mình bảo cho anh em đó. Thì đối lại con 3T90 này nữa, nó có cái lẫy cò anh em ha. Đó, lẫy cò nè đó ha. Đó, khi mà bình anh em mà bị yếu quá thì anh em kéo cái lẫy cò lên, cũng như là mình đề cho có chớn đi, rồi mình sẽ buông cái lẫy cò này ra ha. Anh em thấy không, máy là. Rồi bây giờ mình sẽ quay dài vô cái phần heo bát cho anh em xem ha. Đây nè, anh em nhìn nhà máy bát dầu nè. Đó, con này á là cũng như là mình coi cái đồng hồ nó mới có hoạt động mới có 15 giờ thôi nha anh em ha. Nó mới có hoạt động 15 giờ thôi, nhưng mà có cái là nó hơi sét, mình có sơn dặm lại ha. Rồi đây nè, ở dưới lốc là đóng là Dân Ma anh em. Rồi ở dưới đây nè, mã số nè, 3T90. Rồi thì đó là máy mình đó, là nó là công suất là 40 ngựa nha anh em ha. Công suất 40 ngựa tô 3000 nha anh em ha. Công suất 40 ngựa tô 3000. Quay dài xuống cho em, cho anh em xem luôn. Rồi củ đề nè đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay xuống cái mặt sau cho anh em xem ha. Đây là mặt sau nè anh em nè, thấy ha. Đó, máy là nguyên zin hết 100%, chưa có đụng chìa khóa nào vô nha. Đó, mình cam kết mình bao em hàng chuẩn, hàng nội địa Nhật nha anh em ha. Hàng nghĩa địa Nhật, bao chuẩn cho anh em hàng nghĩa địa Nhật. Tại vì mình cắt từ ở trong thùng phát điện đi ra mà, mình thấy mình dám cam kết mình bao cho anh em ha. Rồi đây nè, đó bô anh em thấy không. Máy này về là anh em cài rất là thoải mái nha, cài rất là đã tay. Công suất thì 40 ngựa, nó dòng của Dân Ma 3T90 là về anh em cài cũng như là anh cái dòng này á là anh em cài rất là bền bỉ theo năm tháng luôn nha anh em ha. Đây bản ga nè đó ha, đó bản ga của máy nè đó ha. Đó, ở đây là tắc cơ ha. Đây là tắc cơ. Rồi quay vòng qua cho anh em ha, xem ha. Rồi quay mặt trước luôn nè anh em, nhìn nè mấy cái ống nước của máy nè anh em thấy không. Bên trong ống nước của máy mà nó còn mới tinh luôn á,
máy này có tội là cũng như là nó nằm ở ngoài bãi ha, nó nằm ở ngoài bãi ngoài trời, thử ra ở trên dài dài nắp kia lát nó hơi bị rỉ sét, mình có dặm sơn lại thôi, chứ cái máy này á anh em bên trong là anh em yên tâm khỏi lo ha, đồ còn rất là đẹp, rất là mới. Ốc là cũng như là chưa có đụng con tán nào nha anh em. Rồi cái đối với lại cái con 390 này á, thì rất là thích hợp cho anh em mà có máy đấu máy cài cũng vẫn được nha. Đó, nó có cái mặt trời nè, mặt bơm nè ha, đó có nguyên mặt bơm nè, anh em đấu máy cài là cũng như mặt bơm này anh em mở bốn ốc ra là anh em đấu cái bơm vô là rất là tiện luôn ha. Anh em về đấu máy cài cũng được, bỏ vỏ lãi chạy cũng ngon, bỏ ghe thuyền được chạy cũng rất là đã nha. Mấy cái dòng 390 này anh em xài rất là bền bỉ theo năm tháng. Ở bên đồ bên trong là anh em khỏi có bàn luôn, anh em nhìn bên trong nè, nó mới tinh luôn á ha. Rồi bây giờ mình cũng đã quay cho anh em xem một cái ngoại hình máy 390 rồi. Rồi sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem nha. Rồi máy mình thì nó có bơm nha anh em ha. Đây nè, nó có nguyên cái bơm nè. Đó, nó có bơm phụ đó ha. Đó, anh em mà để bên dầu nằm bên dưới máy mình cũng hoạt động bình thường nha. Nó có bơm thì nó tiện, rất là tiện cho anh em. Đó anh em bóp này bơm nè ha. Rồi kẹp mình vô lấy cây cái bấm này. Cái bấm coi quầy cái thùng phát điện ngoài đó coi. Mở cái cửa ra. Nhanh. Rồi, bây giờ mình thao tác để bơm cho nó dầu nó qua nha anh em ha. Chưa dầu qua ha. Rồi lúc đó là buông ra đề thôi. Kẹp lấy cái tay kẹp đề cái này. Chưa, lên ga mới được. Rồi. Thank you.
chắc luôn. Ha. Anh em thấy không? Máy nổ như máy mới vậy đó. Cái máy này coi như mới hoạt động 15 giờ anh em ha. Nhưng mà có cái là mình có dặm sơn dặm lại. Đó, coi như là mình sơn dặm lại thì mình thông báo cho anh em ha. Nhưng mà máy đối với phần máy là mình sẽ cam kết cho anh em bao cho anh em zin 100%, chưa có chìa khóa nào đụng vô. Ha, có sơn dặm lại, chưa có chìa khóa nào đụng vô trong cái phần máy nha anh em. Mình sẽ bao cho anh em. Rồi, thì mình cũng xin báo giá lại nha. Yanma 3T90 giá 18 triệu nha anh em. À, giá còn rất là hữu nghị cho anh em luôn. Anh em nào mà sắm được cái máy này về là cũng như là mình sẽ bao cho anh em cài luôn ha. Anh em cài thoải mái luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cái phần chi tiết của dòng máy 3T68 ha. 3T68 có công suất là 16 ngựa, tua là tua 2950, giá 11 triệu nha anh em. Ha, giá 11 triệu. Tình trạng máy còn rất là đẹp. Đó, anh em thấy không? Quay cận cảnh cho anh em xem luôn. Nè, anh em nhìn nè. Ống bô mà còn đang thui luôn nè. Còn nước sơn bô luôn nè. Ha, nước sơn bô luôn. Đó, rồi quay dài bên cái phần củ đề cho anh em. Đó, anh em thấy củ đề không? Còn rất là mướt, rất là đẹp ha. Đó, quay dài vô lốc luôn cho anh em xem. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua cái phần mặt sau, mặt bánh chớn luôn nha. Đây, đây bánh chớn của nó. Thì đó là con 3T68 này nó có cái bu ly là ba rãnh nha anh em. Ha, bu ly ba rãnh. Đó, rất là tiện cho anh em ha. Rồi, quay về dài rồi xước lên cái nắp cò luôn. Đó, anh em thấy nắp cò nè. Rồi, mình sẽ đọc cái thông số luôn. Ha, công suất là 16 ngựa. Tua 2008 anh em ha, tua 2008 ha. Đó, máy còn khá là đẹp anh em nhìn nè, bên trong nè. Đó, đồ còn bóng giòn luôn anh em thấy không. Đó, rồi quay về dài nắp cái lát cho anh em xem luôn. Đó, quay về dài chạy dài xuống, dài xuống luôn. Rồi quay sụp xuống cái thằng heo luôn. Đó, anh em thấy không? Riêng hết ha. Rồi, đây phần heo của máy anh em. Ha. Rồi, đối với lại cái máy này á, thì nó có công tắc điện luôn nha anh em. Ha. Nhưng mà có cái là mình tháo ra để mình test cho anh em á. Anh em nào có nhu cầu, mình sẽ hỗ trợ mình câu dùm cho anh em. Ha, câu dùm cái phần công tắc điện luôn. Đó, là cũng như là giờ anh em muốn tắt điện tắt ha. Còn ở đây bây giờ mình đang tháo ra chế độ tắc cơ nè. Đó, tắc cơ đây ha. Đó, nếu mà anh em nào mà muốn cần thiết là mình sẽ hỗ trợ mình câu dùm cho anh em nha. Đó, rồi quay về dài xuống ha, chân máy còn đầy đủ nha anh em. Máy là rin đét hết anh em nhìn nè ha. Máy là nguyên bản rin chăm chăm đây nè. Đó, quay về dài vô, mở cái nắp hơi cho anh em xem, mở cái nắp nhớ cho anh em xem luôn nè. Anh em thấy không? Đồ bên trong nó còn bóng giận luôn. Ok. Rồi bây giờ sẽ để làm mình sẽ quay cái mặt trước cho anh em xem luôn nha. Đó, quay dài mặt trước cho anh em xem đi. Ha. Máy là nguyên bản zin 100% nha anh em. Ha. Thì giống như những cái dòng máy bên mình đó là bên mình đó, tiêu chí mình đó là mình sẽ bao hơi bao rin bao cốt luôn cho anh em nha. Đó ha, máy cũng như là hơi hám là cũng như là còn rất là tốt, rất là chuẩn nha anh em ha. Còn mà khói là cũng như là anh em khỏi lo. Đó, hơi kính là không có khói đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ test máy luôn cho anh em xem luôn nha. Để hai cái máy sát quá khó test. Để hai cái máy gì thích lịch đúng không?
đã làm rồi. Rồi coi như là máy coi như là hoạt động khá là tốt nha anh ha. À, coi như hơi hám rồi này kia là anh em khỏi lo khỏi bàn ha. À, coi như là mình những cái đó là mình sẽ bao cho anh em rồi. À, anh em khỏi có lo cái phần mà chẳng hạn như tình trạng máy. Rồi bây giờ mình cũng xin báo giá lại ha. À, mã số 2 dân ma 3T68 giá 11 triệu nha nè ha. À, máy là cũng như nguyên zin đẹp. Rồi thì hôm nay mình cũng có được hai đầu máy để lên đây giao lưu anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu á, anh em ủng hộ cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. À, mình là tên Tình nha anh em. Địa chỉ mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh em mà muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT. Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.